Châu Âu nguy cấp đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan trước đòn khí đốt của Nga. Các công ty của Châu Âu sẽ phải đưa ra một lựa chọn đầy khó khăn liên quan tới khí đốt Nga, những nhà phân tích của tờ báo Tiếng Trung Sohu đã đưa ra nhận định nêu trên. Ấn phẩm Trung Quốc chú ý đến những lời của Cao ủy Châu Âu về năng lượng Catherine Simpson khi bà kêu gọi các công ty tại EU từ bỏ hoàn toàn việc mua khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga và không gia hạn các hợp đồng hiện có. Theo quan điểm của bà Simpson, mặc dù khí đốt hóa lỏng không nằm ở trong bất kỳ lệnh trừng phạt nào, nhưng Liên minh châu Âu vẫn đang tìm các giải pháp thay thế cho sản phẩm của Nga. Nhưng lời kêu gọi này của cao ủy châu Âu chỉ là một lời nói suông, bởi vì trên thực tế thì vào năm 2022, việc Liên minh châu Âu mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga đã đạt mức cao nhất trong khoảng thời gian 3 năm, các nhà phân tích từ Trung Quốc lưu ý. Trong năm qua, 27 quốc gia thuộc khối EU đã nhập khẩu tổng cộng 19,2 tỷ mét khối LNG từ Nga, tăng 35% so với năm 2021. Khi họ đã mua 14,2 tỷ mét khối. Và mặc dù vị ủy viên châu Âu gợi ý rằng sẽ không khó để tìm ra sản phẩm thay thế cho khí đốt của Nga và ý tưởng này nghe có vẻ khả thi, nhưng thực tế thì điều đó hoàn toàn không chính xác. Theo tác giả bài viết ở trên tờ Soho, cần lưu ý rằng Liên minh châu Âu thực sự đã thay đổi hướng mua gần đây khi EU nỗ lực nhập khí đốt tự nhiên từ Mỹ và Qatar. Nhưng so với đối tác Nga, hàng hóa của các nhà cung cấp khác đắt hơn đáng kể. Tờ báo Trung Quốc nhắc nhở rằng, trong năm 2022, giá nhiên liệu xanh ở châu Âu thậm chí sẽ tăng lên 244 euro trên mỗi megawatt giờ, thiết lập kỷ lục mới và đắt hơn nhiều lần so với giá ở Mỹ. Không sao cả, khi họ có tiềm lực tài chính vững mạnh, Tuy nhiên những gì đang diễn ra có thực sự dễ dàng như vậy, các nhà phân tích đến từ tờ báo Trung Quốc đặt ra câu hỏi. Vấn đề nằm ở chỗ, không chỉ là tăng giá khí đốt đối với các hộ gia đình mà còn rắc rối hơn khi các công ty của châu Âu khó có khả năng duy trì cạnh tranh ở trên thị trường toàn cầu, trong khi các nhà sản xuất tương tự của Mỹ nhận được khí đốt với giá thấp hơn nhiều cuối cùng thì điều này có thể dẫn đến sự phi công nghiệp hóa hoàn toàn đối với Liên minh châu Âu. Hiện tại, đầu tàu kinh tế của EU là nước Đức đang được nếm trải cảm giác này trước tiên và nhiều nhất. Theo nhận xét của tờ Sohu, sớm hay muộn Liên minh châu Âu cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên trầm trọng. Trên thực tế, các công ty châu Âu hiện đang phải đối mặt với một tình thế tiền thoái lưỡng nan. Họ sẽ cân nhắc những ưu và nhược điểm và quyết định cách tiến hành hoặc là các doanh nghiệp sẽ đi theo sự chỉ đạo của cao ủy châu Âu, người yêu cầu từ bỏ LNG hiệu quả về chi phí từ Nga, hoặc là họ sẽ ưu tiên lợi ích của mình hơn là các trò chơi chính trị. EU chật vật không thể tìm thấy và đóng băng toàn bộ tài sản của Moscow. Phó chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia Hạ viện Nga về chính sách kinh tế, Mikhail Delyakin giải thích lý do EU không thể đóng băng toàn bộ tài sản của Nga. Trong cuộc phỏng vấn với báo giới vào ngày 12 tháng 3, ông Deliyakin giải thích, thực tế là luật pháp của họ không cân bằng, khung pháp lý không cân bằng, do đó Liên minh châu Âu có quyền ra lệnh đóng băng tài sản nhưng không có quyền yêu cầu thông tin về cái gì và ở đâu bị đóng băng. Lưu ý rằng các ngân hàng không quan tâm đến việc báo cáo rằng họ có tài sản của Nga bị đóng băng, lý do là vì điều này cho thấy ngân hàng không đáng tin cậy và tạo điều kiện tiên quyết để rút các khoản tiền này thay vì một nhu cầu chung của châu Âu. Ông Deliyakin cho biết Mặc dù là tiền đang nằm trong ngân hàng bị đóng băng nhưng chúng là cơ sở tài nguyên của ngân hàng, ngân hàng có thể dựa vào chúng để phát hành các khoản vay và thực hiện các hoạt động khác nhau. EU được cho là vẫn không thể tìm thấy và đóng băng hầu hết tài sản của Nga, tổng giá trị tài sản bị phong tỏa chỉ tăng nhẹ trong những tháng gần đây. Cùng ngày người đứng đầu của cơ quan chính sách đối ngoại EU Josep Borrell đã tuyên bố tăng cường công tác sử dụng các tài sản đóng băng của Nga để khôi phục Ukraine theo luật pháp quốc tế. Giữa tháng 2, Ủy viên Tư pháp châu Âu Didier Render cho biết EU đã đóng băng 21,5 tỷ euro tài sản của Nga thuộc về các tổ chức và cá nhân từ Nga, theo kênh truyền hình Zvezda. EU vẫn không thể nào tìm ra và đóng băng 136 tỷ euro tài sản của Nga. Moscow đã nhiều lần tuyên bố việc EU đóng băng tài sản của Nga là một hành động ăn cướp. Do đó, thì thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã nhấn mạnh Nga coi việc bị phong tỏa tài sản của Nga tại EU là một thủ tục bất hợp pháp, theo hãng tin RT, trước đó thì Bộ Tài chính Mỹ đã báo cáo rằng Mỹ và đồng minh đã đóng băng tài sản của những người Nga bị trừng phạt với tổng cộng trị giá là 58 tỷ đô la Mỹ, danh sách các tài sản bị phong tỏa và đóng băng bao gồm các bất động sản, du thuyền và các tài sản khác. Ngày 8 tháng 3, Bộ Tài chính của Mỹ đã công bố loại trừ khỏi danh sách một số công ty con của Sberbank. Theo tài liệu này thì bốn công ty con của ngân hàng Nga đều đã được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tổng thống Nga Vladimir Putin ở trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang Nga đã cho biết Bất chấp áp lực trừng phạt của phương Tây, Liên bang Nga đã xoay sở để bước vào một vòng phát triển kinh tế hoàn toàn mới. Theo Tổng thống Nga, phương Tây không thể đạt được mục tiêu chính của mình, nỗ lực của họ khiến cho người Nga đau khổ đã thất bại. Ông chủ Warner Prigogine bất ngờ thông báo chạy đua trước Tổng thống Ukraine. Newix đã đưa tin Jevgeny Prigozhin, ông chủ của tập đoàn lính đánh thuê Warner đang chiến đấu cho Nga ở Ukraine, vừa đưa ra tuyên bố bất ngờ rằng ông đang dự định tranh cử Tổng thống Ukraine vào năm 2024. Theo đó, thì Prigozhin nhấn mạnh rằng ông có tham vọng chính trị cho năm tới và rằng tôi đã quyết định tranh cử Tổng thống vào năm 2024 mặc trang phục chiến đấu và nói trước máy quay từ một địa điểm không được tiết lộ, nơi có thể nghe thấy tiếng súng. Prigozhin ngừng lại một chút trước khi nói rõ rằng ông muốn tranh cử Tổng thống Ukraine. Theo New Newsweek, không có quốc tịch Ukraine và dẫn đầu cuộc chiến chống lại lực lượng Kiev ở Bakhmut là hai dấu hiệu cho thấy tuyên bố của ông Prigozhin được cho là vô nghĩa. Nhưng ông nói rằng nếu ông đánh bại đương kim Tổng thống Volodymyr Zelensky và người tiền nhiệm Petro Poroshenko, thì mọi thứ sẽ ổn và đạn dược sẽ không còn cần thiết. Trước đó thì Prigozhin đã nhiều lần phàn nàn với Bộ Quốc phòng Nga về việc lính đánh thuê Warner không được cung cấp đầy đủ đạn dược để chiến đấu. Nhà tài phiệt Nga đã đưa ra lời chỉ trích rõ ràng về việc các chiến binh của ông bị thiếu vũ khí đạn dược. Đáp trả lại những tuyên bố tranh cử của ông Prigozhin, các cố vấn về vấn đề nội bộ của Ukraine Anton Grashenko đã đăng trên Twitter rằng động thái của ông chủ Warner chỉ là nhằm chuyển sự chú ý khỏi tham vọng chính trị của ông ở Nga về tình hình chiến sự ở Bakhmut, nơi Warner đang dẫn đầu cuộc tấn công cùng với lực lượng Nga, Prigozhin cho biết các lính đánh thuê chỉ cách trung tâm Bakhmut khoảng 1 km, và các lực lượng vũ trang của Ukraine đã đáp trả rằng họ đang tiếp tục đẩy lùi quân Nga. Trong khi đó, thì các quan chức của Tổ chức Quốc phòng Anh vào ngày 12 tháng 3 cho biết Warner đã nắm quyền kiểm soát hầu hết ở phần phía đông của Bakhmut. Trong khi đó, thì các đơn vị Ukraine vẫn khai hỏa từ các tòa nhà kiên cố ở phía tây thành phố và tiếp tục tấn công về phía tây là thử thách lớn đối với quân đội của Prigozhin. Moscow lên tiếng chỉ trích sau khi Ukraine cân nhắc đổi cách gọi tên nước Nga thành Moscovia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ thị cho chính phủ xem xét đơn kiến nghị thay đổi cách gọi nước Nga là muscovia một cách gọi không chính thức từ nhiều thế kỷ trước. Theo đài RT, ngày 12 tháng 3, động thái này được đưa ra sau khi có một bản kiến nghị cho rằng khi dùng từ Russia, Nga, Ukraine đang đồng ý với một tuyên bố rằng Nga là hậu duệ trực tiếp của Kievan Rus. Trong một tuyên bố vào ngày 12 tháng 3, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã yêu cầu Thủ tướng Ukraine. Dmitry Smihol. Xử lý toàn diện đơn kiến nghị nói trên được đưa ra vào cuối tháng 11 năm 2022. Đơn này đã thu thập 25.000 chữ ký ủng hộ cần thiết để được chính phủ xem xét. Tổng thống Ukraine cho biết thêm, vấn đề này cần được giải quyết cẩn thận cả về bối cảnh lịch sử và văn hóa, cũng như là góc độ hậu quả pháp lý quốc tế có thể xảy ra, và sẽ phải có sự tham dự của các tổ chức khoa học. Bình luận về động thái này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng đã có bằng chứng cho thấy những nỗ lực tạo ra một thế lực chống Nga ở Ukraine. Cái tên Moskovia có từ thời đại của công quốc Moscow, một trong những công quốc của Kievan Rus vào cuối thời Trung Cổ. Nhà nước Nga hiện đại hình thành xung quanh trung tâm quyền lực này vẫn giữ được nguồn gốc lịch sử và văn hóa bắt nguồn từ Rus'. Tác giả của bản kiến nghị tuyên bố rằng cái tên Russia tạo cơ sở cho hành vi xâm lấn hơn nữa vào lịch sử của Kievan Rus vì người nước ngoài thường nhầm lẫn giữa các từ Russia và Rus. Nhiều người cho rằng chủ nghĩa dân tộc Ukraine bác bỏ quan điểm cho rằng hai từ này có một mối liên hệ lịch sử nào đó, cho rằng chỉ có Ukraine mới có thể được coi là người thừa kế thực sự của Kievan Rus. Bản kiến nghị này cũng yêu cầu thay thế từ Russian, người Nga, bằng Muscovian, và Liên bang Nga sẽ được đổi thành Liên bang Muscovia. Trong những năm gần đây, chính quyền của Ukraine đã bắt tay vào đổi tên hàng nghìn địa danh mà họ cho là có liên quan đến Nga hoặc Liên Xô. Chiến dịch được tăng cường sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 1 năm 2022, quan chức của Kiev đã đổi tên một con phố vinh danh Rodion Malinovsky, người đóng vai trò nổi bật trong việc giải phóng Ukraine khỏi Đức Quốc xã. Tên của con phố hiện nay mang tên của các thành viên của tiểu đoàn Azov. Tổng thống Serbia tuyên bố không loại trừ trừng phạt chống Nga. Tổng thống Serbia Alexander Vucic cho biết ông không thể cam kết sẽ sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga trong tương lai. Trong cuộc phỏng vấn, ông Vucic nhấn mạnh rằng ông không cam kết rằng Serbia sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Tổng thống Serbia nhắc lại việc Serbia đã nhanh chóng giải quyết các lập trường của nước này đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Chúng tôi không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và chúng tôi đã viết kết luận của Hội đồng An ninh Serbia về việc này. Ông Vucic nhấn mạnh và khẳng định, đến nay, Serbia vẫn tuân theo chính sách đã được xác định này. Trước đó, thì phát biểu trước người dân ngay khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Vucic nói rằng, mặc dù Serbia ủng hộ toàn vẹn sự lãnh thổ của Ukraine, nhưng họ cũng không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Tổng thống Serbia cũng tuyên bố rằng Serbia sẽ tạm thời đình chỉ tất cả các cuộc tập trận và quân đội và cảnh sát cùng với các đối tác nước ngoài. Ông Vučić lưu ý rằng Serbia coi Nga và Ukraine là hai quốc gia anh em, đồng thời cũng bày tỏ lấy làm tiếc về những gì đã diễn ra ở Đông Âu và sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho Kiev. Mỹ thử tên lửa đột biến siêu đặc biệt để đánh bại đối phương. Việc phát triển một tên lửa mới về cơ bản đã bắt đầu tại Mỹ. Dự án này được gọi là đột biến Mutant hay là AFRL và nó dựa trên thiết kế của loại đạn có mũi xoay ở trên bản lề so với phần thân. Theo các công trình sư, hướng đi như vậy sẽ cho phép tăng tầm bắn của tên lửa cũng như là độ chính xác khi nhằm bắn mục tiêu. Theo The Driver nhấn mạnh, một loại tên lửa không chiến mới về cơ bản đang được thiết kế cho các tiêm kích thế hệ thứ 6 trong tương lai. Giải pháp sáng tạo này sẽ chống lại chiến đấu cơ và máy bay không người lái, ngày càng cơ động của kẻ thù tiềm năng một cách đầy hiệu quả. Hiện tại thì khái niệm tên lửa có phần mũi linh hoạt đã được đưa ra, nhưng tồn tại một vài khó khăn ở trong việc chọn vật liệu để chế tạo bản lề. Nhằm phát huy hiệu quả ở trong các ứng dụng của tên lửa không đối không cấu trúc khớp nối phải chịu được nhiệt độ cao với những ứng suất khác liên quan đến việc di chuyển ở tốc độ lớn. Bên cạnh đó, toàn bộ mặt trước của vũ khí phải có khả năng chịu được những tác động khi hướng bay thay đổi nhanh chóng. Dự án đã đạt được đỉnh cao ở trong việc khớp nối kép và kiểm soát không chỉ mũi mà còn cả cánh lái sau khi cơ động. Tờ The Driver nhấn mạnh, theo không lực Hoa Kỳ, dự án Mutants sẽ thay đổi ý tưởng về tên lửa không đối không, phần mũi có khớp nối chẳng những giúp tăng khả năng cơ động của tên lửa này mà còn tập trung sức mạnh của đầu đạn tốt hơn. Ấn phẩm The Driver đã tiết lộ thêm, một vài yếu tố của tên lửa mới về mặt khái niệm trong tương lai đã vượt qua những bài thử nghiệm quan trọng trên mặt đất. Nguyên lý hoạt động của cơ chế bên lề của tên lửa AFRL về nhiều mặt tương tự như là hệ thống vector kiểm soát lực đẩy trên máy bay chiến đấu F-35B Vitor. Việc hoàn thành thiết kế và thử nghiệm được lên kế hoạch diễn ra vào cuối năm 2024. Anh trả 576 triệu đô la Mỹ trong thỏa thuận với Pháp để chống nhập cư trái phép. Vương quốc Anh tuần này cho biết họ sẽ trả 576 triệu đô la Mỹ trong 3 năm tới như là một phần thỏa thuận với Pháp để chống lại nạn nhập cư bất hợp pháp qua kênh Anh. Thỏa thuận này được công bố trong hội nghị thượng đỉnh chung của Thủ tướng Anh Rishi Sunak và người đồng cấp từ Pháp Emmanuel Macron tại Paris hôm 10 tháng 3. Khoản tiền này sẽ được tài trợ cho một trung tâm giam giữ mới dành cho người di cư ở Pháp và việc triển khai 500 nhân viên an ninh và hỗ trợ Pháp để cho phép phát hiện nhanh nhất những nỗ lực vượt biên bằng thuyền nhỏ. Một tuyên bố chung của cả hai nước cho biết. Cuộc họp hôm 10 tháng 3 chứng kiến hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh mối quan hệ sâu sắc giữa hai quốc gia sau nhiều năm căng thẳng về các cuộc đàm phán sau hậu Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU, quyền đánh bắt cá, thỏa thuận tàu ngầm với Úc và các vấn đề nhập cư. Mức độ tham vọng của kế hoạch này chính xác là những gì chúng ta cần, Macron nói, đồng thời cũng cho biết thêm đây không phải là một thỏa thuận giữa Anh và Pháp mà còn là giữa Anh và EU. Sunat, người phải đối mặt với sự chỉ trích từ nhóm nhân quyền về các động thái ngăn chặn nhập cư xuyên kênh bằng luật mới bị chỉ trích là không khả thi, cho dù Vương quốc Anh sẽ luôn tuân theo các nghĩa vụ theo như Hiệp ước Quốc tế. Vương quốc Anh đã chứng kiến sự gia tăng số lượng người di cư bất hợp pháp trả tiền cho các băng nhóm buôn người để đưa họ vào Anh trên những chiếc thuyền nhỏ không đủ khả năng đi trên biển. Nhiều thuyền trong số này đã bị chìm và có người thiệt mạng. Tuyên bố chung dài 19 trang đến từ điện Elise tập trung vào tiềm năng hợp tác quốc phòng lớn hơn giữa hai cường quốc hạt nhân, từ việc triển khai máy bay chiến đấu trên tàu sân bay của nhau đến việc cùng sản xuất tên lửa hành trình trong tương lai. Về Ukraine, các nhà lãnh đạo hứa hẹn sẽ hợp tác hơn, đặc biệt là liên quan đến việc cung cấp thiết bị và đạn dược cho Kiev. Họ cũng cam kết đào tạo thủy quân lục chiến Ukraine ở Anh, đồng thời cũng đề nghị theo đuổi các đảm bảo an ninh với Ukraine. Điều đó sẽ giúp cho Kiev tự vệ lâu dài và ngăn chặn được các cuộc tấn công tiềm ẩn trong tương lai, tuyên bố chung cho biết. Pháp ngày càng nóng vì cải cách lương hưu của Tổng thống Macron với 195 phiếu thuận và 112 phiếu chống, thượng viện Pháp vào ngày 11 tháng 3 đã thông qua kế hoạch cải cách lương hưu của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, theo đó ủng hộ việc tăng tuổi nghỉ hưu hợp pháp của nước này từ 62 lên 64. Chính phủ khẳng định kế hoạch cải cách của họ là cần thiết để đảm bảo cho hệ thống lương hưu không bị cạn kiệt. Do đó chính phủ sẽ không lùi bước, thượng viện sẽ tiếp tục xem xét dự luật cải cách vào cuối tuần này và có thể sẽ tiếp tục bỏ phiếu vào tối ngày 12 tháng 3, tiến gần hơn đến việc ban hành một luật mới. Theo hãng tin Reuters, cuộc bỏ phiếu cuối cùng của cả hai viện có thể sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 3, kế hoạch cải cách lương hưu của ông Macron cũng cần nhận được sự chấp thuận của hạ viện Pháp, nơi có thể không dễ dàng nhận được sự ủng hộ của đa số việc tăng tuổi thọ nghỉ hưu đề xuất thay đổi về lương hưu vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều bộ phận ở trong xã hội Pháp. Các chính trị gia cánh tả đã bày tỏ sự tức giận sau khi Thượng viện bỏ phiếu ủng hộ cải cách này. Tuy nhiên, thì chính phủ Pháp hy vọng rằng những cải cách về hưu trí sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối tháng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh các cuộc đình công và biểu tình quy mô lớn đã khiến cho nhiều lĩnh vực rơi vào tình trạng bế tắc khi nhân viên khu vực công và những người lao động khác phản đối kế hoạch lương hưu. Trong ngày 11 tháng 3, người dân Pháp tiếp tục đi biểu tình phản đối kế hoạch của tổng thống Macron. Một thông báo chung các công đoàn của Pháp duy trì sự đoàn kết hiếm thấy kể từ khi phong trào biểu tình được phát động vào cuối tháng 1, kêu gọi chính phủ tổ chức tham vấn công chúng càng sớm càng tốt. Trong tuần này thì ông Macron đã hai lần từ chối các cuộc gọi khẩn cấp từ các công đoàn ở trong nỗ lực cuối cùng để khiến ông phải thay đổi quyết định. Biểu tình và đình công đang làm ảnh hưởng đến các nhà máy lọc dầu, giao thông công cộng và hoạt động thu gom rác thải, nhằm gây sức ép buộc chính phủ phải rút lại kế hoạch cải cách lương hưu. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 368.000 người biểu tình đã tuần hành giữa nhiều thành phố khác nhau. Cảnh sát trước đó đã dự kiến có tới 1 triệu người tham gia các cuộc tuần hành. Hồi đầu tuần, có tới 1,28 triệu người xuống đường con số cao nhất kể từ khi bắt đầu phong trào biểu tình. Công ty đường sắt quốc gia SNCF, dịch vụ đường sắt đã bị gián đoạn nặng nề do các hoạt động biểu tình. Tuy nhiên, thì hệ thống tàu điện ngầm và các dịch vụ vận tải công cộng khác của vùng ile de france trong đó có cả thủ đô Paris, vẫn hoạt động như lịch trình. Tại thủ đô Paris, rác tiếp tục chất đống trên đường phố và người dân thấy ngày càng có nhiều chuột.